dạ xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với báo kinh thánh hàng ngày à, cũng xin lỗi cô chú anh chị em vì trong những ngày qua lại đi à, đến dự hôn lễ à, của con của cô nhung với con của chị hạ đoàn là tấn khang với tường vi thì à, trong lúc đi thì thời gian cấp bách cũng không học nổi à, và khi về thì à, lại bị à, bị bệnh cũng nặng cho nên đã không có học được cảm ơn chúa cho hôm nay cũng đã đỡ nhiều và cũng rất là nhớ cô chú anh chị em <laughs> cũng như là cũng buồn vì không có học là của chúa cho nên cũng cảm ơn của chúa mà không cảm ơn chúa cho nên chúng ta thấy rằng được học lời của chúa là một cái phước hạnh rất là lớn dù là một bài học nhỏ mỗi ngày mà để trung tính cũng là một cái việc rất là khó xin Chúa giúp cho chúng ta mà với cái đề tài hôm nay đó là vững tin nơi Chúa và xin chúng ta cùng cầu nguyện à, Chúng con cúi đầu kinh lời Chúa Đức Chúa Trời kinh yêu của chúng con Chúa ơi con nha. tạ ơn Chúa vì Chúa đã đỡ con khỏi giường bệnh để cho con có thể ngồi dậy và cùng học với cô chú anh chị em con và xin Chúa thương xót giúp cho chúng con để mỗi ngày chúng con được trung tín ở trong việc học lời của Chúa và chúng con lấy làm phước hạnh khi chúng con được học lời của Chúa, được sống động ở trên đất mà Chúa ban cho chúng con để rồi chúng con thấy một ngày tươi mới phước hạnh và mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Còn tạ Chúa và chúng con xin trao dân giờ này trong tay thương của Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, và phần kinh thánh của chúng ta ngày hôm nay trong Roma, đoạn 8, câu 28 đến câu 30. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài. Hầu cho con này được làm con cá ở giữa nhiều anh em. À, còn những kẻ ngài đã định sẵn thì ngài cũng đã gọi những kẻ ngài đã gọi thì ngài cũng đã xưng là công bình và những kẻ ngài đã xưng là công bình thì ngài cũng đã làm cho vinh hiển yeah. À, bây giờ chúng ta cùng xem phần bài học à, câu ghi nhớ là câu 28 và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ ông mến đức chúa trời tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn ngài đã định à, câu hỏi suy gẫm Người được Chúa gọi theo ý muốn Ngài đã định là người như thế nào Kế hoạch chủ yếu của Đức Chúa Trời dành cho người yêu mến Chúa là gì Bảo hôm nay giúp gì cho niềm tin của bạn trong cuộc sống Người được gọi theo ý muốn Chúa đã định là người yêu mến Đức Chúa Trời như câu 28 Được Ngài gọi để đồng công với Chúa Thực hiện mục đích hoặc kế hoạch của Ngài Người ấy sẽ dành đầu tiên trong mối tương giao với Chúa Qua việc học kinh thánh và cầu nguyện thể hiện lòng kính Chúa, yêu người qua lời nói cùng việc làm. Trong tin lành mát đoạn 12 câu 30 và câu 31. Người được gọi theo ý Chúa đã định sẽ trải qua thuận cảnh lẫn nghịch cảnh, được rèn luyện để trưởng thành giống Chúa Giêsu hơn mỗi ngày. Chúa không miễn trời những thử thách trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng ngày tế trị mọi sự, Chúa canh giữ chúng ta như con người của mắt Ngài và giải cứu chúng ta đúng lúc. Người được Chúa gọi là người Chúa biết trước như câu 29, câu 30. Đức Chúa Trời là đấng toàn tri. Ngài nhìn thấy cả cuộc đời chúng ta trước khi chúng ta được hoài thai trong lòng mẹ. À, Chúa biết những ưu điểm cũng như sự yếu đuối của mỗi chúng ta. Ngài thấu rõ những quyết định, những thành bại trong đời của mỗi người. Chúa cũng biết rõ tình yêu chúng ta dành cho Ngài. À, những người được à, gọi đã được Chúa xưng công bình, nghĩa là được Chúa số bôi tội lỗi trong quá khứ, được mặc áo trắng công bình, công chính của Chúa Giêsu được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Và cuối cùng, người được Chúa gọi cũng đã được Ngài làm cho bình hiển trong cõi tạm này và đặc biệt là cõi đời đời. Sứ đồ Phaolô cho thấy kế hoạch chủ yếu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. những người được gọi theo ý muốn Ngài là trở nên giống như hình ảnh con Ngài, câu 29. đây là tiến trình Đức Thánh Linh đổi mới chúng ta từ khi tin chúa cho đến ngày thân thể được biến hóa như sư đồ phaolô đã dạy trong thư philip đoạn 3 câu 21 ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạc chúng ta giống như thân thể bình nhưỡng ngài theo y theo quyền phép ngài có thể phục muôn vật khi chúng ta cứ hết lòng yêu mến đức chúa trời và được gọi theo ý muốn chúa đã định thì mọi hoàn cảnh xảy đến với chúng ta dù thuận hay nghịch cũng đều đem lại ích lợi và giúp chúng ta trở nên giống chúa giêsu càng hơn Đức Chúa Trời có kế hoạch đặc biệt để huấn luyện chúng ta trở nên giống như con một của Ngài. Hầu cho ngày trong ngày cuối cùng chúng ta được ở cùng Chúa Giêsu. Con cả giữa vòng các anh em, xin Chúa cho chúng ta cứ yêu mến Chúa và vững tin đến kế hoạch của Ngài trên cuộc đời chúng ta. Bạn có quyết định sống thế nào khi nhận biết ân sủng Chúa dành cho cuộc đời bạn? Đó là câu hỏi của bạn. Nhà của chúng chị em hôm nay trong nhóm học Kinh Thánh Yêu Thương cũng học đến uh, các vui nhất đoạn 19 có nói đến việc ông Eli một tiên tri vừa chiến thắng 850 những thầy phù thủy của tiên tri ba anh của của thần ba anh với Atate đó 850 người phải bị bại vì cớ năng quyền của Chúa sự diện của Chúa Chúa dùng lửa thiêu hủy của của, của lễ dân mà các thần mà các thầy phù thủy đó họ cố gắng nhảy nhót họ la hét họ rạch mặt họ làm đủ thứ hết nhưng mà trước sự nhiên của Chúa thì không có một ta thần nào hay là một cái linh nào có thể xuất hiện và tiên tri Eli đã chiến thắng trong vẻ vang nhưng mà rồi sau đó thì với lời hâm dọ của Jezebel thì Eli đã run sợ đây là một điều mà chúng ta học được đó là chúng ta cần vững tin nơi Chúa. Có những lúc chúng ta kinh nghiệm được năng quyền của Chúa, kinh nghiệm được một cái đời sống mạnh mẽ ở trong đức tin mình mạnh mẽ lắm của Chúa trời. Đạp bằng mọi trong gai trở lực mình chiến thắng. Giống như dân sự của Chúa chiến thắng ở Jericho, nhưng mà rồi họ thất bại ở Ai. Chúng ta thấy đằng sau những chiến thắng thường là những cái thất bại vì cớ mình mình không có vững tin nơi Chúa hoặc là mình khinh lần. hoặc là mình xem thường hoặc là mình tự cao hoặc là mình đối diện với một cái kinh khủng hơn đối với lại tiên tri eli đối diện với một cái kinh khủng hơn đó là chính Jezebel một cái linh rất kinh khủng và ông sợ hữu vì cớ bà này đầy quyền lực ở trong tay quyền lực trên cả một vị vua bấy bà khống chế được cả hát quyền lực trên một cái sự gọi là mờ tối đó chúng ta nhớ ngày hôm nay chúng ta chiến đấu cùng với thế lực không phải bằng thịt và máu nhưng mà thế lực mờ tối cùng với những cái thần dữ cùng với chính Satan á cho nên Chúa mới nói ngoài ta các người không làm được gì hết nhớ điều đó của Chúa chị, nó rất lớn nó rất kinh khủng mình đừng xem thường khi mà mình xem thường mình sẽ không nhờ cậy nơi Chúa vì mình nghĩ rằng mình thắng được nhưng mình ý thức được mình chiến đấu một cái thế lực mờ tối thì mình nhờ cậy nơi Chúa ông Eli ổng sợ và sợ đến nỗi ông xin Chúa cho ông giống như là ông muốn chết vậy vậy. Bởi vì ông cảm thấy ông cô đơn quá. Ông cảm thấy ông có một mình. Nhưng chính Chúa đã đem ông thêm sức cho ông qua cái việc Chúa cho ông ăn. Rồi thêm sức cho ông để ông đi được 40 ngày, 40 đêm đến núi Hô nơi có sự gì của Chúa, nơi núi Thánh của Chúa, để tại nơi đây ông nhận một cái nhiệm vụ mới. Chúng ta cũng như vậy. Chúng ta đã đi theo Chúa đến bây giờ. Sẽ còn có nhiều trở lực, nhiều khó khăn nữa của Chúa anh Cho nên bài học ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta là phải vững tin nơi Chúa là như vậy đó. Bởi vì chúng ta biết mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi thì muốn ngày đã định có nghĩa là những thuận cảnh và những nghịch cảnh hiệp lại. Mình đừng có nghĩ rằng mình phải thuận cảnh không. Bởi vì mình thuận cảnh không, đó, mình sẽ không nhìn thấy quyền năng của Chúa mà mình phải có được sự tôi luyện, được sự thử luyện. Bởi vì giống như vàng được tinh qua lửa vậy đó. Mình phải được thử luyện để những cái gì nó thuộc về đời này có khô rơm rạ, những cái hư vinh phải cháy bỏ hết. Để chúng ta chỉ có những linh công, những công việc chúng ta làm việc chúa mà thật lòng của chúng ta còn lại. Cho nên đó có những cái khó khăn thử thách đến với cô chú anh chị em hãy nhớ một điều đó là chỉ khi chúng ta ở trong Chúa chúng ta mới chiến thắng được chúng ta mới thắng được cô chú anh chị em hãy nhớ điều đó để rồi chúng ta vững tin nơi Chúa trong thuận cảnh cũng như nghịch cảnh khó đó cô chú anh chị em khó lắm và nhất là xin Chúa cho chúng ta có sức khỏe bởi vì khi chúng ta không có sức khỏe về thể thể chất về thân thể này đó chúng ta sẽ dễ mệt mỏi giống như mấy ngày qua Lợi bị đó rất muốn học lời của Chúa mà ngồi dậy cũng không nổi nói cũng không ra thì thì làm sao mình có thể học được cho nên trong mọi phương diện từ thuộc thể đến thuộc linh mình đều cần Chúa hết cho nên lại nói với Chúa Chúa ơi con con cần Chúa chữa lành con cần Chúa lắm chỉ cần Chúa thôi bởi vì lại biết chỉ có Chúa giúp mà thôi cho nên ồ oh, thiệt tuyệt vời ngày hôm nay bài học vẫn tin nơi Chúa là muốn mà lại được lời của Chúa nhắc nhở chính mình lại cũng như là nhắc nhở cô chú anh chị em nhớ trong mọi hoàn cảnh mình hãy xét xem là của Chúa đã dạy cho mình rất là nhiều trong những thử luyện trong những thách thức của cuộc sống trong những khó khăn điều quan trọng đó là hãy vững tin vào nơi Chúa bởi vì mới có một chút xíu thử thách mà mình đã vội say khỏi Chúa mình đã nghi ngờ Chúa có nhiều người thường nghi ngờ đó Tại sao tôi tin Chúa mà tôi lại phải chịu như vậy Tại sao ông đó ông tin Chúa mà ông lại gặp những cái chuyện như vậy Mình đang lung lai đức tin đó Cho nên xin cầu nguyện cho nhau Nhớ đến nhau, cầu nguyện cho nhau Để mình đừng bao giờ nghi ngờ, đừng bao giờ thắc mắc Đừng bao giờ lui đi ở trong đức tin Mà hãy vững tin nơi Chúa Điều rất quan trọng của chúng em Rất quan trọng, rất khó Nhưng mà Chúa sẽ giúp cho chúng ta Cảm ơn Chúa, đây là lời gợi ý cầu nguyện của bài học. Lạy Chúa con cảm thấy Chúa đã chọn con làm con cái yêu dấu của Ngài. Xin Chúa giúp con học biết và vâng phục trọn vẹn. Tiến trình đổi mới Ngài dành cho con trên đất này. Con trông chờ Ngài được ở với Ngài trong cõi vinh hằng phước hạnh. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin từng người chúng ta đến với Chúa sẽ cầu nguyện. Chúa cần tạng Chúa vì con nhớ đến cô tôi Nhất đồng 15 câu 58. Chúa luôn dùng cái câu kinh thánh này để nhắc nhở con hãy vững vàng chớ rúng động hãy làm công việc chúa cách dư dật luôn vì biết rằng công khó của anh em trong chúa chẳng phải là vô ích đâu và mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ mến đức chúa trời lời của chúa quá tuyệt vời thêm sức và nâng đỡ chúng con xin dùng lời của chúa chính mình chúa thánh linh đến với cô chúa anh chị em con chúa ơi, nhất là trong giai đoạn sau rốt này chúa con đối diện với nhiều sự thử thách và sự chống đối đến từ thế lực mờ tối nữa xin gìn giữ chúng con cho chúng con chỉ biết nhìn Chúa nương cậy Chúa mà bước đi trong sự khiêm nhường cung kính nhờ cậy. chúng con cảm ơn Chúa Chúa con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ Amen Dạ yeah, cảm ơn Chúa cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng học với lợi xin chúng ta nhớ đến nhau cầu nguyện cho nhau và tin chắc một điều Chúa yêu tất cả chúng ta Chúa ngài sẽ gìn giữ chúng ta trong vòng tay thương của Chúa Amen